Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện tham quan 4 xóm tổ dân phố nông thôn mới kiểu mẫu. Ban thường vụ huyện ủy tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19 khóa 26. Ủy ban nhân dân huyện triển khai kế hoạch giải tỏa lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ đợt 1 năm 2018. Lễ tổng kết lớp đảng viên mới khóa 2 và lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 29 năm 2018. Và một số tin đáng chú ý khác, cuối chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Hải Quang xây dựng nông thôn mới sáng xanh sạch đẹp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 4, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng phòng nông nghiệp huyện, hội cựu chiến binh huyện cùng đại diện lãnh đạo các xã Hải Hà, Hải Bắc, Hải Tây và thị trấn Thịnh Long, các đồng chí bí thư chi bộ và trưởng các xóm, xóm 3 xã Hải Hà, xóm 4 Hải Bắc, xóm 8 Hải Tây, tổ dân phố số 8 thị trấn Thịnh Long đã đi tham quan một số điểm xây dựng xóm tổ dân phố nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại tổ dân phố số 8 thị trấn Thịnh Long, xóm 8 xã Hải Tây, xóm 3 xã Hải Hà và xóm 4 xã Hải Bắc. Đây là 4 trong các xóm được thẩm định đạt 11 trên 11 tiêu chí xóm nông thôn mới bền vững và phát triển với mức điểm cao và tiêu biểu. Qua đi tham quan khảo sát kiểm tra tại các xóm, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện đều đánh giá cao sự chủ động sáng tạo tích cực của cán bộ và nhân dân các xóm tổ dân phố và các xã nơi đoàn đến thăm. Huyện Hải Hậu là một trong 4 huyện của cả nước được Trung ương chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước. Thời gian qua, cùng với việc xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, huyện đã chọn 4 xóm tổ dân phố để xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đánh giá ban đầu, mỗi xóm tổ dân phố đều có vẻ đẹp riêng biệt, cảnh quan môi trường tương đối đáp ứng được tiêu chuẩn, đều có đường rộng, có hoa, đang xây dựng bồn hoa và vận động các nguồn lực xây dựng đường điện trục xóm theo tiêu chí bền vững và phát triển. Tuy nhiên, để xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu thì đường rộng đảm bảo tiêu chí, có hoa và còn phải có bồn hoa, đường điện, phải có quy hoạch đồng bộ chuyên biệt, khuôn viên gia đình kiên cố và phải có tường rào, cổng phù hợp, khang trang sạch đẹp. Mặc dù mới chỉ dựa trên cơ sở nội dung xây dựng nông thôn mới sáng, xanh, sạch đẹp, chưa có các tiêu chí cụ thể, nhưng huyện Hải Hậu đang chủ động phối hợp cùng cơ sở để rút kinh nghiệm, cùng nhau bàn bạc, đưa ra các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu cao hơn, chất lượng hơn và phải phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở, dựa trên những thuận lợi và khó khăn của cơ sở. Quá trình xây dựng nông thôn mới thì xóm 4 chúng tôi cũng như tất cả các xóm thì cũng đều là chúng ta đều là huy động cái nỗ lực này chính, cái phần mà hỗ trợ của nhà nước hay cụ thể của huyện của xã thì cũng chỉ ở mức độ trên đường trục xóm đấy là cũng do nhân dân và các đoàn thể tổ chức. Vừa qua được xã hỗ trợ, chúng tôi có giải phóng hành lang con đường trục của huyện ấy, từ Hải Trung và đến đang thị trấn Yên Định của xóm 4 là đến An Lập trên 1 cây số. Hiện nay tôi đã giải tỏa xong. Qua ý kiến kiến nghị của các đơn vị chủ yếu liên quan đến vấn đề cơ chế hỗ trợ để xây dựng mô hình còn khó khăn, các ý kiến từ các phòng ban liên quan qua khảo sát đã góp phần giúp cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện cùng đưa ra các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới để cùng cơ sở thực hiện. Các đồng chí từ cơ sở đến huyện cùng thống nhất quan điểm huy động nội lực là chính. Lấy thôn xóm là hạt nhân thực hiện, làm khuôn mẫu phát động thi đua tới các xóm khác. Có thể mỗi xóm lựa chọn ra các khu dân cư từ 5 đến 7 hộ gia đình kiên cố, có khuôn viên hàng rào, sân ngõ, ao vườn sạch đẹp gọn gàng, có 3 công trình vệ sinh sạch sẽ, phong quang đạt yêu cầu để làm khuôn mẫu cho các xóm khác học tập. Không chăn nuôi trang trại, gia trại trong khu dân cư. Thông qua buổi khảo sát, tham quan tại 4 xóm tổ dân phố của 4 xã đã giúp cho các xóm, xã học tập những kinh nghiệm của xã bạn, xóm bạn, tiếp tục cùng cơ sở thực hiện, giúp cho huyện sớm đưa ra các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu để đưa huyện Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước. Sáng ngày 20 tháng 4, đồng chí Phạm Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện,
đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện đã đi kiểm tra phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hải Thanh. Năm 2015, xã Hải Thanh là địa phương duy nhất của tỉnh được Thủ tướng tặng bằng khen về thành tích xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Kế thừa phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở khai thác tiềm năng, phát huy nội lực của địa phương, trong đó chú trọng phát triển và mở rộng các ngành nghề truyền thống, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ dân. Thực hiện chủ trương xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện, đến nay Hải Thanh có 7 xóm được công nhận xóm nông thôn mới bền vững và phát triển, 6 xóm đăng ký thực hiện và được công nhận năm 2017. Năm 2017, xã xây dựng cổng chào xã bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, đưa vào sử dụng công trình trạm y tế trị giá 4,5 tỷ đồng. Nâng cấp cải tạo đường trục xã, đoạn từ cầu Ủy ban Nhân dân xã đến trạm điện đội 8, chiều dài 240m, chiều rộng 6m, mặt đường láng nhựa 3 lớp. Xây dựng khu thể thao với dự toán trên 5 tỷ đồng, nâng cấp 2 tuyến đường nội đồng, đoạn Tam Trùng đội 8 dài 389m, tổ chức nạo vét 6.000 mét khối, vệ sinh kênh mương trên tất cả các tuyến nhằm phục vụ hiệu quả công tác tưới tiêu. Toàn xã có 20 hectare đất chuyển đổi sang chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng cây dược liệu cho hiệu quả kinh tế cao. 7 hectare đất chuyển đổi sang thương mại dịch vụ, thu hút lao động, tạo việc làm, thu nhập. 90% đất trồng lúa được áp dụng khoa học kỹ thuật bằng phương pháp xạ hàng, giảm chi phí sản xuất. 100% nhà văn hóa xóm được xây dựng khang trang và tiếp tục được trùng tu nâng cấp, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới. Trong công tác dân số kế hóa gia đình, Hải Thanh là xã có tỷ lệ phát triển dân số và số người sinh con thứ ba trở lên thấp nhất huyện. Để xây dựng thành công mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị xã Hải Thanh tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng xóm nông thôn mới bền vững và phát triển, gắn với việc tập trung thực hiện các tiêu chí, thu nhập, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, hộ nghèo, tỷ lệ sinh con thứ ba, an ninh trật tự, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở các khu dân cư, thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, vệ sinh môi trường, tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm huy động sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân vào phong trào xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch, đẹp. Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19, khóa 26. Đồng chí Nguyễn Văn Tìm, Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quý 1, nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2018. Báo cáo nêu rõ, quý 1 năm 2018, Ban chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương, ban hành 2 nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh trật tự, về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, tổ chức đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác của Trung ương về thăm làm việc tại địa phương về xây dựng nông thôn mới và trồng cây đầu xuân đảm bảo tuyệt đối an toàn. Triển khai kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày thành lập huyện, sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, biểu dương khen thưởng 25 tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 bằng hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh. Thành lập chi bộ trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Hải Hậu, thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung một phó bí thư huyện ủy, hai ủy viên ủy ban kiểm tra huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn y một phó bí thư đảng ủy cơ sở, đồng thời mở hai lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 116 quần chúng, một lớp đảng viên mới cho 91 đảng viên, xét tặng huy hiệu đảng cho 293 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 70 đảng viên dự bị, xét duyệt kết nạp đảng cho 53 quần chúng ưu tú. Theo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, 100% số đại biểu có mặt đồng ý giới thiệu đồng chí Đỗ Trung Kiên ứng cử chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu, nhiệm kỳ 2016-2021. Tình hình kinh tế xã hội của huyện ổn định và có bước phát triển bền vững. Tổng diện tích lúa xuân 9.973 ha, trong đó gieo xạ
trên 2.300 ha, bằng 23,7% diện tích. Giá trị tổng sản lượng ngành thủy sản đạt 65,3 tỷ đồng, bằng 18,3% kế hoạch. Giá trị tổng sản lượng ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 557,5 tỷ đồng, bằng 24,1% kế hoạch năm. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020. Thành lập đoàn và tổ chức thẩm định 460 xóm tổ dân phố, đề nghị công nhận lại đạt xóm tổ dân phố nông thôn mới bền vững và phát triển năm 2017. Tiếp tục hoàn thiện đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tìm, Bí thư Huyện ủy, triển khai quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy trình công tác nhân sự. Các đồng chí được giới thiệu vào nguồn nhân sự nói trên là những đồng chí đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có quá trình rèn luyện, phấn đấu và khẳng định được vai trò hiệu quả trên lĩnh vực công tác được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tìm, Bí thư Huyện ủy, biểu dương ghi nhận những kết quả Đảng bộ và nhân dân trong huyện đạt được trong quý 1 năm 2017. Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tìm, Bí thư Huyện ủy, biểu dương ghi nhận những kết quả Đảng bộ và nhân dân trong huyện đạt được trong quý 1 năm 2018. Trong đó đã triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng phúc lợi công cộng, giao thông thủy lợi, tổ chức thẩm định nông thôn mới lần thứ 2 cho 139 xóm, thẩm định lần 1 cho 343 xóm tổ dân phố. Đến nay, 511 trên 546 xóm tổ dân phố trong huyện đạt danh hiệu xóm tổ dân phố nông thôn mới. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, đẩy mạnh tuyên truyền các ngày kỷ niệm, tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày thành lập huyện, tập trung chỉ đạo chăm sóc theo dõi sâu bệnh, chủ động phòng trừ kịp thời bảo vệ an toàn giàn lúa xuân, thành lập ban chỉ huy công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và triển khai diễn tập công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, xác định trọng điểm phòng chống thiên tai, theo dõi diễn biến của thời tiết, tăng cường kiểm tra hệ thống đê kè, cống, tu sửa kịp thời sạt lở, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn tập trung chỉnh lý hồ sơ địa chính sau dồn điền đổi thửa, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2017-2018, chỉ đạo kiểm tra chất lượng cuối năm và tổng kết năm học các cấp học, chuẩn bị các điều kiện tổng kết nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học, chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn mức độ 2 và trường xanh sạch đẹp an toàn theo kế hoạch. Trong tuần qua, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Tìm, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Mai Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Năm 2017, tình hình thiên tai bão lụt diễn biến phức tạp, không theo quy luật. Tuy nhiên, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện đã trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Với phương châm chủ động phòng, tích cực chống, các cơ quan chuyên môn của huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn ven biển, ven sông và cán bộ chiến sĩ hai đồn biên phòng tăng cường kiểm tra phát hiện sự cố về đê điều, tổ chức cảnh báo cứu nạn cứu hộ trên biển, chủ động các phương án sơ tán dân tại những vùng đê xung yếu. Đặc biệt trong công tác phòng chống cơn bão số 10, số 11, huyện đã cho triển khai kiểm tra rà soát tất cả trọng điểm xung yếu trên địa bàn huyện để có biện pháp xử lý. Công tác điều hành hệ thống tưới tiêu nước được tổ chức tốt nên hạn chế gây úng hạn. Việc giải tỏa trên các tuyến kênh tiêu, kênh tưới chính được làm thường xuyên nên cơ bản đã tạo được sự thông suất từ công trình đầu mối đến kênh cấp 2. Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai chủ động, kịp thời nên đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Mục tiêu cụ thể công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 của huyện nhà là đảm bảo chủ động phòng chống được bão có sức gió cấp 10 xuất hiện cùng lúc với chiều trung bình ở mức tần suất 5%. Những đoạn đê được kiên cố tu bổ nâng cấp theo hướng vững chắc chống được bão cấp 10. Phòng chống lũ dữ không tràn vỡ tuyến đê Tả Ninh với nước tại mức 1 là cộng 3,62 m.
không để úng hạn trên diện rộng, phấn đấu không để hạn trong mùa khô và úng vào mùa mưa. Để chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết và đảm bảo an toàn cho đê kè trong mùa lũ bão năm 2018, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện giao nhiệm vụ cho các phòng ban, các cơ quan, các xã, thị trấn cụ thể. Hiện nay, kè Cồn Tròn Hải Thịnh 2 và Hải Thịnh 3 bãi hạ thấp, sóng đánh trực tiếp vào mái kè, làm kè thường xuyên bị bào mòn lún sập, đã phải xử lý khẩn cấp nhiều lần và phải xuất vật tư dự trữ, đá hộc, rọ thép, cấu kiện để xử lý khẩn cấp giờ đầu. Trước mắt cho tu sửa các sự cố sạt lở mái chân kè. Về lâu dài, đầu tư làm thêm kè mỏ giữ bãi và thêm cơ giảm sóng kè Cồn Tròn Hải Thịnh 2, Hải Thịnh 3. Chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cống số 1, cống trùng nhì hoàn thành trước mùa mưa bão. Xử lý cấp bách công trình đê biển đã bị hư hỏng nghiêm trọng do bão số 10 năm 2017 gây ra, gồm đê kè Cồn Tròn xã Hải Hòa, đê kè Hải Thịnh 2, Hải Thịnh 3 thị trấn Thịnh Long, đường bãi tắm Thịnh Long thị trấn Thịnh Long. Cho triển khai các công trình đã giao vị trí nhưng chưa thi công như cống mùng 1 tháng 5, cứng hóa mặt đê đoạn Gót Tràng, tăng cường thêm lực lượng thường trực cứu hộ cứu nạn trên biển, nâng cấp cảng cá Ninh Cơ để cho tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão. Xây dựng các cống mới thay thế 6 cống thủy sản trên bờ hữu sông Sò, không đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai. Lập kế hoạch xây lại các cống dưới đê đã xuống cấp như cống Hạ Trại, cống Múc 1, cống Trẻ Lớn, nâng cấp tuyến đê Bối Đồng Gò xã Hải Minh. Cứng hóa mặt đê Tả Ninh, làm kè bảo vệ bờ đê Tả Ninh. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Chiều ngày 18 tháng 4 năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban An toàn Giao thông huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ lần thứ nhất năm 2018. Đồng chí Vũ Ngọc Trường, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Đinh Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh, các phòng ban của Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng ban liên quan và lãnh đạo xã Hải Vân. Trước thực trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông diễn ra trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn huyện, đặc biệt là tuyến quốc lộ 21 qua địa bàn xã Hải Vân, qua thống kê, có 41 hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông. Ủy ban Nhân dân huyện đã triển khai kế hoạch thực hiện giải tỏa lập lại hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Hải Hậu đợt 1 năm 2018. Theo đó, sẽ tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền vận động người dân tự giác tháo dỡ, khắc phục vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Chính quyền các cấp, các ngành ra quân đồng loạt kiên quyết xử lý, xử phạt, giải tỏa quyết liệt các vi phạm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ trong huyện. Trong đó, đợt 1 phạm vi thuộc quốc lộ 21 trên địa bàn xã Hải Vân nhằm đảm bảo an toàn giao thông, duy trì đường thông, hè thoáng và vệ sinh môi trường. Cũng theo kế hoạch, lực lượng giải tỏa sẽ tiến hành giải tỏa lập lại hành lang an toàn giao thông trong ngày 24 tháng 4 năm 2018. Phòng Công Thương huyện sẽ phối hợp với Công an huyện, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Cầu Đường Bộ Nam Định, lực lượng xã Hải Vân và các phương tiện tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông quốc lộ 21 qua địa bàn xã Hải Vân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Trường, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn giao thông đường bộ, đồng thời kiên quyết xử lý và tổ chức giải tỏa hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè, phạm vi bảo vệ hành lang an toàn giao thông nhằm khôi phục nguyên trạng công trình, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường. Trong tuần qua, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lễ tổng kết lớp đảng viên mới khóa 2 và lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 29 năm 2018. Đồng chí Đinh Xuân Vương, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã về dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự lớp đảng viên mới có 71 học viên thuộc 24 đảng bộ, chi bộ cơ sở đảng trong toàn huyện. Trong thời gian học, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề theo chương trình đề ra. Đây là những kiến thức cơ bản và rất cần thiết giúp các học viên nhận thức đầy đủ hơn về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng của Đảng ta và dân tộc ta. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa về đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, các học viên còn được nghiên cứu thêm chuyên đề lịch sử Đảng bộ tỉnh Nam Định. Kết thúc, lớp 100% học viên được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp,
trong đó loại giỏi đạt 46,5%, loại khá 49,3%. Về lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 29 năm 2018, có 60 học viên thuộc 24 đảng bộ chi bộ cơ sở đảng trong toàn huyện. Trong thời gian học, các học viên được nghiên cứu hai học phần nhằm giúp học viên nắm những kiến thức về lý luận chính trị. Trên cơ sở đó, hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Với tinh thần tập trung học tập rèn luyện, kết quả có 22 học viên đạt loại giỏi, chiếm 36,7%, loại khá 38 học viên chiếm 63,3%. Nhân dịp này, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện cũng đã trao phần thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và tham gia các hoạt động chung của lớp. Tham gia giải bóng bàn các câu lạc bộ huyện Hải Hậu lần thứ nhất năm 2018 có trên 70 vận động viên đến từ 7 câu lạc bộ tiêu biểu, gồm câu lạc bộ Hải Lộc, Hải Phúc, câu lạc bộ Đông Cường, thị trấn Yên Định, câu lạc bộ Pháp Đồ Cổ, Hải Bắc, câu lạc bộ xã Hải An, Hải Toàn, câu lạc bộ xã Hải Phương và câu lạc bộ Điện Lực. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, các vận động viên thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết cao thượng, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay đẹp mắt. Căn cứ vào kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho vận động viên Nguyễn Văn Tuân, câu lạc bộ Hải Lộc. Giải nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Thanh Bình, câu lạc bộ Hải Lộc. Giải ba là vận động viên Lâm Văn Đồng, câu lạc bộ Hải Phúc. Và giải khuyến khích là vận động viên Phạm Thanh Tùng, câu lạc bộ Hải Phương. Đây cũng là dịp để các tay vợt có cơ hội cọ sát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, duy trì và thúc đẩy phát triển bộ môn bóng bàn, đồng thời tăng cường đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các vận động viên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, nhân dân và cán bộ xã Hải Quang đã chung sức đồng lòng thi đua xây dựng gia đình, làng xóm văn hóa, nông thôn mới, góp phần vào mục tiêu chung xây dựng xã Hải Quang đạt xã nông thôn mới, sáng, xanh, sạch đẹp. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 04 ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020, xã Hải Quang đã phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia trực tiếp của người dân để tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu đề ra. Nông thôn mới xã Hải Quang ngày càng đổi thay rõ nét. Các tuyến đường giao thông trong xã được bê tông hóa tới từng ngõ xóm. Những ngôi nhà cao tầng khang trang được xây dựng kiên cố. Những công trình công cộng được đầu tư xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Năm 2014, xã Hải Quang là một trong 30 năm xã thị trấn của huyện Hải Hậu về đích sớm trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015. Đạt được những kết quả đó là sự nỗ lực chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Để duy trì và giữ vững thành quả đó, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020. Xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến các thôn xóm, vận động nhân dân tham gia thực hiện. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức nhiều cuộc họp, các đợt tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhân dân trong các khu dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, nhắc nhở nhau trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực đóng góp tiền của hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Xã tổ chức ký giao ước thi đua giữa các xóm, phấn đấu đến năm 2019, các xóm đều đạt tiêu chuẩn nông thôn mới bền vững. Hội cựu chiến binh xã đảm nhiệm tiêu chí khuôn viên gia đình xanh sạch đẹp. Hội phụ nữ xã đảm nhận tiêu chí về môi trường với phong trào phát động trồng hoa trên các tuyến đường giao thông. Đến nay, toàn xã trồng hơn 19 km đường hoa, gồm các loại hoa 10 giờ, hoa đổi màu, bạch đàn, búp đỏ, tùng, ven các trục đường và tuyến đường hoa kiểu mẫu tại xóm 14, 18, xóm 5, tạo cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng sạch đẹp. Để xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển 2016-2020, Hội Phụ nữ xã chúng tôi đã đảm nhận vệ sinh môi trường, trồng hoa và tuyến đường dòng sông Công Gác, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp. Hội Phụ nữ xã đã triển khai xuống các chi hội để trồng hoa. Đến nay đã có 18 trên 18 chi hội đã trồng được tuyến đường hoa từ
hai bên đường và các đường rong ngõ xóm. Để tiếp tục nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, xã Hải Quang đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi những người con xa quê hương làm ăn thành đạt ủng hộ, kết hợp với nguồn vốn của các chương trình khác để đầu tư. Xã đã xây dựng nâng cấp được 4,5 km đường nhựa, 17,1 km đường liên xóm, 8,78 km bê tông hóa đường dòng ngõ xóm, 26,6 km đường giao thông nội đồng với tổng vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng. Xã Hải Quang cũng đã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp, vận động nhân dân trong chuyển đổi những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu cho giá trị kinh tế cao, như cây đinh lăng, sen, cây gừng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,8%. Xã chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa, thu gom rác thải sinh hoạt. Đến nay, trên địa bàn xã có 100% số cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường. Thực hiện chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban dân huyện Hải Hậu, đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, các ban ngành và đoàn thể xã Hải Quang thực hiện cái chỉ thị đó, chúng tôi đã tập trung vào xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Năm 2017, chúng tôi đã tổ chức 7 xóm nông thôn mới và rất vui mừng và phấn khởi. Theo chỉ đạo của đảng ủy, ủy ban dân, chúng tôi đã tiếp tục triển khai 11 xóm còn lại và đến nay tháng 3 năm 2018 là được huyện về thẩm định đã công nhận 18 trên 18 xóm là đạt nông thôn mới bền vững phát triển. Đây là sự cố gắng của toàn đảng bộ và nhân dân và đặc biệt có sự quan tâm của các con em xa quê hương. Năm 2017 đã con em quê hương đã đầu tư cho xã Hải Quang trên 2 km với giá trị trên 5 tỷ đồng. Và năm 2018, đầu xuân con em về gặp mặt quê hương tiếp tục đầu tư là trên 2 km, trên 5 tỷ và đầu tư trên 500 tấn xi măng để tiếp tục là xây dựng giao thông nội đồng. Đạt được kết quả đó với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân với sự đồng thuận của cán bộ nhân dân, cho nên phong trào của xã tôi tiếp tục là xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo, hoàn thành các tuyến đường, các công trình phúc lợi để phục vụ nhân dân trong thời gian tới. Là xóm nằm ở trung tâm xã, xóm 13 xã Hải Quang hiện có 104 hộ với trên 300 nhân khẩu. Năm 2017, xóm có 97% số hộ đạt gia đình nông thôn mới. Lần thẩm định nông thôn mới sáng, xanh, sạch đẹp vào cuối tháng 3 năm 2018, xóm đạt 91 trên 100 điểm và đạt tiêu chuẩn xóm nông thôn mới sáng, xanh, sạch đẹp. Có được kết quả trên là cả một quá trình phấn đấu bền bỉ của cả tập thể chi ủy chi bộ, nhân dân và cán bộ trong xóm. Về cái xây dựng nông thôn mới bền vững phát triển giai đoạn 2016-2020 của xóm 13 chúng tôi, thì riêng về cái hệ thống giao thông nội đồng chúng tôi hiện nay là có 1,6 km đã được bê tông hóa này, và những đưa hệ thống là đường rong xóm là có 800 mét đường rong xóm cũng được bê tông hóa này, và có hệ thống là đèn chiếu sáng là về ban đêm là hệ thống hòa chung trong toàn xóm. Bảo hiểm y tế của xóm tôi hiện nay là một trong xóm là cao nhất trong toàn xã, là đạt là 97,2%, và khuôn viên gia đình là cơ bản là các gia đình có tường bao xung quanh, vườn thì là được trồng cây quy hoạch và rất là sạch sẽ. Xác định xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển là việc làm thường xuyên liên tục cả trước mắt và lâu dài. Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Quang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân vào phong trào xây dựng nông thôn mới bền vững. Phấn đấu đến năm 2019, 100% số xóm đạt tiêu chí xóm nông thôn mới bền vững. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.